Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh review trang phong mỗi viên của mình là Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip review cái con RS11. Thì thực ra là mình cũng đã về được mấy hôm rồi nhưng mà chưa có thời gian để làm review. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ bỏ chút thời gian buổi tối ra để làm review cái con này cho anh em. Vì thực ra con này thời gian này đang rất là hot. Và những cái shop thì gần như là mình thấy về con nào là hết con đấy luôn, cháy hàng. Thì thực ra là như thế này, có đôi lời phải nói về cái con này. Thì ấn tượng ban đầu của mình về cái con này thì trong trong hội đã có một bạn mà mới mua, tuy nhiên là đã đăng tải clip lên Facebook là cái tay nhận cái tay bên này nó rất là dễ gãy, khớp rất là tệ, dễ gãy. Thì thực ra là mình về con này mình đã cũng đã tháo ra và mình nghiên cứu, thì thực ra thì nó đã đành là khớp nó nhỏ thật nhưng mà tuy nhiên nó không dễ gãy như thế đâu, mà do cái thiết kế của nó có một chút gọi là lỗ một chút, cũng không hẳn lỗi mà nó thiết kế gọi là nó chưa hợp lý một tí. Thì thực ra mình đã tháo ra, mình nghiên cứu và mình đã chỉ ra cho anh và mình đã làm một cái clip ấy, cái clip để hướng dẫn anh em fix để tránh cái việc đáng tiếc đó là gãy nó xảy ra. Thì mình đã làm clip hướng dẫn rồi, anh em có thể qua đó tham khảo. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ mài giũa bớt đi một chút nhựa thì để cho cái việc mà xoay nó mượt mà hơn, tránh cái việc gãy. Thì các anh em có thể vào đó để xem hướng dẫn fix của mình để có thể làm theo để cho nó mượt mà hơn, tránh cái việc đáng tiếc xảy ra đấy. Thì nói chung là cái con LED11 này thì tổng thể nó cũng khá là ok, thực sự là như vậy, tổng thể là khá là đẹp tại vì nó vốn là cái thiết kế gốc là của Hasbro, là cái con Sky Voyager. Thì có nâng cấp, họ phóng to lên và ngoài ra có nâng cấp về khớp và có nâng cấp thêm cái chỗ mà để che hai cái bên sườn ở dạng khủng long. Thì tí nữa chan thành khủng long thì mình sẽ chỉ cho anh em thấy. Và về cái con lớn thì một này thì nói chung là nó khá là to, các bạn có thể thấy là cái đứng cạnh cái con lớn không, năm đây là chiều cao của hai con là xem nhau, mà trong thực tế thì trong phim thì hình như là cái con này nó sẽ to nhỉnh hơn Grimlock luôn đấy, trong phim tỷ lệ là thì nó sẽ nhỉnh hơn cơ, nhưng mà đây là mình thấy là nó gần như là xem ở đây là về chiều cao, còn thực tế thì nhìn về người thì rõ ràng là nhìn cái con lớn 11 này nó nhìn người nó kiểu vâm hơn, nhìn người nó vâm hơn, to hơn đấy, nhưng còn chiều cao thì xem đấy. Nhưng mà dù sao thì khủng long bạo chúa Grimlock nó vẫn là thủ lĩnh thì vẫn cứ phải vẫn cứ phải nghe lời thôi. Mình nhớ là trong phim cái đoạn mà lúc mà Orc bắt đầu mời mấy ông này ra thì ông này ông Son Son nó định lên trước này, ông Scorn này định lên trước này, nhưng mà Grimlock đã bám vào vai và đẩy lùi lại đấy, tức là như kiểu lùi đi cút đi để tao ấy, kiểu như vậy đấy. Thì ông Grimlock này đã ra và tuyên chiến với Optimus thì kết quả là bị vả cho ngã sấp mặt đấy, và thế là nghe theo Optimus luôn đấy. Thì nhắc lại một chút trong phim như vậy. Tóm lại thì đây là mình đã so sánh tỷ lệ giữa hai cái con này là nó xem nhau giữa Lê 11 và Lê 05, và đây là cái con Orb trong bộ M06 của quay ra. Thì cái con này nó nói chung là tỷ lệ này thì cũng khá là ok thôi, nó cũng khá là hợp với cả cái con ở lấy 05 hoặc là con này cũng vậy. Kiểu con óp này là để dành cho cái bộ Grim của Huy Giang cho nó cưỡi này đấy, cho con óp này cưỡi này. Thì nói chung là cho nó đứng vào đây mình thấy khá là đẹp và hợp tỷ lệ. Và ngoài ra thì lấy 05 đã có cái con óp mini này rồi, nhưng mà hiện tại mình đang để ở dạng xe, mình hơi lười chan sang dạng robot đó, thì cũng khá là nhỏ, cũng khá là hợp tỷ lệ với cả hai ông Grim này đấy. Thì nó là như vậy đó. Thì bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái này ra để mình test khớp cái con lớp 11 cho các bạn xem. Đây thì nói chung là cái con lớp 11 thì nó rất là to. Đây các bạn thể nhìn mình nhìn, nhìn mình cầm lên tay này. Đó nó rất là to và thực sự là cầm rất là nặng. Mình nghĩ con này có khi cũng phải đến gần 2 cân đấy. Gần 2 cân thì con này mất, thực sự là cầm rất là nặng luôn. Ông nào mà cầm con này tập tạ cũng được luôn đấy. Đó, rất là to. Và để mình đo chính xác cái chiều cao của con này xem nó đến đâu. Thì đây, thì mình sẽ cho các bạn thông số chính xác của nó là cao 37 cm. Đấy, con này nó cao 37 cm các bạn ạ. Đấy là ở dạng robot cao 37 cm. Và ở cái chỗ đẹp mắt này thì mắt này này thì nó có thể bật được đèn led này. Đây mình sẽ bật cho các bạn xem đấy,
Đó, thì nó sẽ sáng lên như vậy. Khá là đẹp, mắt led màu xanh đúng như trong phim luôn. Thì ông này mắt led màu xanh. Mắt màu xanh thì đấy, thì họ đã làm cái đèn màu xanh đúng như thế. Đó. Thì cũng khá là ok. Rồi mình sẽ tắt đi cho đỡ tốn pin, tại vì những cái pin này thì hết thì chúng ta sẽ phải thay rất là phiền. Đó. Và mình đang để cái tay nó vắt lên cổ như này, thì vì giống như trong phim lúc mà cái ông này nó xuất hiện thì cái tay đuôi này nó vắt lên như vậy, khá là ngầu. Rồi bây giờ mình sẽ test khớp cho các bạn xem. Đó, thì thực tế thì khớp con này mình đánh giá là họ làm cũng khá là tốt, nhưng mà tuy nhiên thì cái chỗ khớp tay của con này, cái thanh nhựa mà để xiên vào đây này, nó rất là nhỏ luôn. Cái thanh này rất là nhỏ, mà mình nhỏ mà mình không ngờ luôn, nó nhỏ quá. Thành ra là cảm giác như nó mong manh ấy, thì cho nên là mình có một lời khuyên cho các bạn là trong quá trình chơi con này, khi mà các bạn xoay những cái tay này này, đó, thì cũng nên gọi là nhẹ nhàng thôi, đừng lên kiểu vù 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 hoặc là spam nó quá nhiều, thì nó thực sự là có lẽ là cũng sẽ gãy đấy, gãy thật, tại vì nó nhỏ mà, tại vì cái khớp này nó nhỏ lắm. Đây mình cũng nói chung là chơi kiểu giữ gìn ấy, mình cũng không xoay mạnh đâu, nói chung là mình cũng lực 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 nó vừa đủ thôi. Khi chúng ta pose thế gì đó, muốn pose thế gì đó thì dùng sử dụng lực nó vừa đủ thôi đó. Và khi chúng ta cái tay này nó sang ngang thì cũng có nảy nhá. Đây, nó cũng có nảy nhưng mà cảm giác nảy nó không được chắc lắm đó. Rồi cái tay bên này là của cái bạn gì bị gãy này, thì nói chung là có lẽ là mình đoán là do bạn đấy nó hơi vội, dùng lực hơi mạnh mà chưa fix mà đã bẻ như vậy thì nó bị gãy thôi, chứ nó cũng không hẳn là dễ gãy như vậy đâu. Đó, các bạn có thể xem, nhưng mà tuy nhiên nó hơi bị vướng cái phần này, cho nên là cái tay này nó không thể xoay 360 được, nó sẽ rất là bị vướng luôn, cho nên chúng ta phải chỉ xoay đến đây nó sẽ khựng lại, nó sẽ không thể xoay 360 được đâu. Cho nên các bạn đừng có cố cố là gãy đấy. Đấy. Và hai cái tay khủng long này thì các bạn tùy các bạn thôi, có thể để nó lên. Đấy, hai cái tay khủng long này có thể để lên như này. Có thể để nó lên, nhưng mà mình thì sẽ để nó xuống để nó giống phim hơn. Trong phim thì tay nó không như này đâu. Đó, và cái tay này bẻ ra thì nó vẫn cứ nảy thôi. Đó, và chỗ khớp khuỷu này thì không có nảy. Đấy, nhưng mà được cái là cái bàn tay này có thể cử động ngón. Tuy nhiên là không phải là full đốt, full ngón mà chỉ là cử động như này thôi. Cử động theo cả ngón thôi. Đó, nhưng dù sao như thế cũng là khá là ok rồi. Đó. Và bây giờ thì đến khớp chân. Thì mình đánh giá là cũng khá là tốt. Khớp chân của con này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên là khớp háng này. Thực sự là khớp khớp háng này mình đánh giá là tốt hơn con LS05. Thực sự là tốt hơn luôn. Và rồi khi chúng ta bẻ sang ngang này thì nó lại không có này, hơi đáng tiếc một chút khi bẻ sang ngang không có này đó. Và rồi bây giờ là khớp gối này, cái khớp chỗ đầu gối là cái khớp này đây, thì các bạn lưu ý là để mà bẻ khớp gối thì chúng ta lại phải bẻ các cái móng khủng long này ra ra đằng sau đó, thì nó mới có thể gập được khớp gối. Đó, nó sẽ nảy như vậy. Và cái khớp bàn chân này thì nó lại là khớp cầu, thì thành ra cũng khá là linh hoạt trong việc mà cho nó đứng đấy, tại vì nó là khớp cầu mà. Đó, đấy, như vậy thì tổng thể con này là mình đánh giá về khớp là cũng khá là tốt đấy, khớp cũng khá là tốt chứ không phải là khớp tệ đâu. Chỉ có điều là chơi con này nó cầm con này nó chơi chan nó mỏi tay, tại vì nó rất là nặng đấy. Và ngoài ra thì có những cái chỗ gai góc ấy, con này nói chung là mình đảm bảo luôn các bạn, trong quá trình chơi và chan con này kiểu gì có những lúc các bạn sẽ bị cái gai của chính nó đâm vào tay thật sự luôn đấy. Trong quá trình chan mà mình cũng đã nhiều khi bị kẹp tay cái thứ rồi bị gai đâm vào đau luôn ấy đó. Thì bạn nào bạn đã từng chơi con này chan mà bị kiểu xước tay hoặc là bị nó đâm vào kêu đau thì các bạn thử comment cho mình biết nhé, xem anh em có đồng cảm không. Rồi bây giờ thì mình sẽ transform con này.
Nói chung là con này chơi con này thì có những cái điểm lưu ý về khớp thì mình cũng đã nhắc rồi, anh em lưu ý. Và ngoài ra thì mình thấy là cái phần lưng này cũng khá là thô này, cái phần lưng này gai góc nó nhiều quá, thành ra nó kiểu như kiểu lưng nó hơi bị dày đấy. Nhưng mà thôi dù sao thì như thế này cũng là thiết kế này cũng đã ổn rồi, và dạng robot như thế này là mình đánh giá là đẹp đấy, cũng khá là sát trong phim. Rồi bây giờ thì mình sẽ transform con này thành khủng long nhé. Và thực sự thì cái con này nó rất là to, cho nên là cái máy quay, góc quay của mình có lẽ cũng không thể bao trọn gói, bao hết được. Thì các bạn thông cảm với mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ transform con này từ dạng robot sang dạng khủng long. Đó, thì transform như trong giấy hướng dẫn chỉ có 17 bước thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy transform nó sẽ nhiều hơn đấy, cũng khá là nhiều bước đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ transform nhé, không dài dòng nữa. Thì các bạn có thể transform giống như mình, là cái cách mà mình tra là tốt nhất để cho nó nhanh và nó an toàn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì cái việc đầu tiên transform thành khủng long đó, chúng ta transform cái chân trước, hai cái chân của nó là transform dễ nhất rồi. Bước đầu tiên mở hết các cái móng ra và rồi chúng ta xoay thôi. Đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ phải lựa để sao cho cái bàn chân nó vào được hết đây. Đó, và cái phần gót đằng chân chúng ta ấy xuống. Đó như vậy thôi. Gót chân này xuống. Đó chính là bước đầu tiên là chúng ta chăn phong cái chân. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tách hai cái tay này ra. Hai cái tay hai bên này. Thì chúng ta tách chỗ này, chúng ta sẽ lưu ý nhẹ nhàng một chút. Nó là toàn bộ cái phần này. Chúng ta sẽ có thể tách cái chỗ này ra. Nó sẽ như kiểu gập hai cái này vào phần trước của nó. Thì chúng ta phải lưu ý thật là chậm thôi. Đây thì mình sẽ tách nó ra. Đấy. Thì nói chung là cũng hơi ghê một chút khi mà quá trình chúng ta giật nó ra, tại vì cái chỗ này này, cái chỗ thanh ở đây nó sẽ cài vào cái chỗ này, đó nó sẽ hơi chậm một chút, nhưng mà như thế nó mới chắc các bạn ạ, cho nên lúc chúng ta nhổ ra sẽ phải lưu ý một chút. Rồi tiếp theo là bên này cũng như vậy. Đó chúng ta sẽ nhổ ra, đó cũng là như vậy thôi. Rồi sau khi chúng ta nhổ ra như vậy rồi thì tiếp theo đó chính là cái phần chân. Hai cái phần chân này chúng ta sẽ tách từ ở giữa ra. Đó, chỗ này thì chúng ta cũng lại nhổ thôi. Nhưng mà các bạn cũng sẽ phải lựa một chút. Đấy. Nó cài thì đơn giản thôi, nó chỉ có hai cái khớp để hai hoặc ba cái khớp ở đây để cài với nhau thôi. Chúng ta cũng sẽ mở ra. Đó, đồng thời thì gập cái này lên, cái thanh này này. Cái thanh này chúng ta sẽ gập vuông góc nó lên. Đó, gập nó vuông góc lên như này. Đó, bên này cũng như vậy. Bên này chúng ta sẽ gập vuông góc nó lên. Đấy, như mình đã nói rồi, thực sự con này nó rất to. Cho nên là hơi cái... Trong quá trình chan nó cũng hơi khó nhìn. Các bạn cố gắng thông cảm nhé. Hoặc là các bạn vướng mắc ở đâu có thể inbox mình sẽ chỉ cho. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ xoay cái này. Đó. Xoay như thế này để cái phần đuôi xuống dưới và cái phần tay lên trên. Đó, tạm thời như vậy đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái đầu con khủng long ra. Thì chúng ta sẽ phải mở hai cái bên cánh này ra này, mở ra này. Đó. Mở ra. Nó sẽ có cái chỗ cài ở đây. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gạt cái đầu lên này. Cái phần lưng này chúng ta kéo lên này. Đó, kéo vuông lên như này thì chúng ta mới có thể đủ độ rộng để lấy được cái đầu ra. Đó, nên không thì sẽ không lấy được đâu. Thì đây là cái đầu của nó, chúng ta sẽ kéo thẳng ra này. Đó, sau khi chúng ta kéo ra rồi thì chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ cất cái đầu đi. Cái đầu robot này chúng ta sẽ đập vào trong. Đó, chúng ta sẽ xoay vào trong. Rồi, như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ đóng cái này lại luôn. Các
các bạn lưu ý là cái phần này chúng ta sẽ đẩy lên này. Đây, lúc đầu là như này. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đẩy lên hết cái này nhé. Ở trong này nó có một cái khớp mà, có một cái để chúng ta có thể di chuyển được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cài hai cái phần này lại. Nó có đây này, nó có chỗ cài đây và cài vào chỗ này. Thì chúng ta cài lại thôi. Cũng không phải là cài mà chúng ta chỉ cần ấn nó vào là được. Đó, như vậy. Và chúng ta xong phần lưng luôn. Thì nữa chỉ cần gạt cái này xuống là xong thôi. Những bước này chúng ta sẽ làm xong. Bây giờ sẽ là đến cái phần đuôi này. Các bạn lưu ý là cái phần đuôi đây. Đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ xoay như thế này nhá. Các bạn phải hình dung ra bên trong này. Nó sẽ có một cái gờ như thế này. Và ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái lỗ này. Nó có cái rãnh vuông như thế này này. Chúng ta sẽ phải xoay cái này lại này. Đây. Xoay cái này lại này. Đó. Thì như vậy chúng ta mới có thể đóng vào nhau được. Đây cái này. Đóng vào này. Thì chúng ta phải xoay cái này lại. Đó, xoay toàn bộ như này nhá. Đó. Và rồi thì sau khi xoay thì chúng ta sẽ lựa để đóng vào thôi. Chỗ này thì có lẽ là hơi mất thời gian một chút, tại vì là chúng ta sẽ phải lựa để đóng được nó vào. Cái đuôi này thì chúng ta xoay lại như này luôn là xong cái đuôi luôn. Xoay nó lại này. Còn chỗ này thì chúng ta như mình đã nói rồi, căn chỉnh sao cho ấn được nó vào cái chỗ khớp vuông ở đây. Đó, chỗ này thì hơi vướng camera, các bạn thông cảm cho mình nhé, tại vì hai cái chân này nó phải gập lại thì mới có thể đóng vào được. Rồi, đấy, nó sẽ đóng vào được như thế các bạn ạ. Đó, nó sẽ đóng sát vào như này nhé các bạn nhé. Đó. Và rồi thì chúng ta sẽ đóng hai cái chân này vào luôn cho xong. Đấy chính là những cái lỗ ở đây này và hai những cái gờ ở đây và những cái lỗ ở đây. Thì chúng ta sẽ lựa và đóng vào luôn cho xong. À mình quên. Là cái này chúng ta sẽ phải xoay lại. Nó phải xoay lại như này các bạn nhé, xoay lại như này thì chúng ta mới có thể thấy đóng những cái gờ này vào được. Mình quên mất cái chỗ này. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng vào. Đóng cái chân này vào những cái khớp ở đây. Đó, như vậy là được một bên chân. Tiếp theo đến phần chân bên này. Phần chân bên này chúng ta có thể thấy những cái gờ ở đây. Và chúng ta sẽ đóng nó vào. Đó, như vậy là mình đã đóng xong hai bên chân này. Bây giờ thì đã có thể đứng được rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn có thể thấy là còn cái phần tay này thôi. Thì cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ lắp nó vào. Đây, chúng ta sẽ xoay cái này lại này. Đó, như mình đã nói rồi, các bạn lưu ý mấu chốt ở đây đó chính là cái G ở đây. Và cái phần cái chỗ lỗ mà nó hình chữ nhật ấy, dọc dọc ấy, thì chúng ta sẽ lựa để cho ấn được nó vào. Là chúng ta sẽ thành công, là nó sẽ đóng chặt thôi. Đấy, chỗ này này. Rồi, như vậy là mình đã đóng khít vào rồi. Đây, chúng ta có thể thấy là nó khít rồi. Và cái tay này thì chúng ta sẽ cài nó xuống bên dưới này. Đây, nó có cái rãnh ở đây và cái chỗ lỗ ở đây để cài. Thì chúng ta cài lại thôi. Thì cái bàn tay này chỉ để như này thôi.
Còn thực sự nhá, nếu như bạn nào mà muốn như kiểu trưng ở dạng khủng long lâu dài thì các bạn có thể tháo cái chỗ này ra, tháo tháo những cái vít ở đây ra này, tháo những cái vít ở đây ra, và chúng ta có thể tháo được cái cánh tay này ra, bỏ luôn ra để thì chúng ta xác định trưng dạng khủng long mà, thì chúng ta tháo nó ra đấy. Và rồi bước cuối cùng đó chính là chúng ta hạ cái này xuống, hạ cái này xuống này, nó có chi lỗ ở đây để cài. Đó, chúng ta ấn vào cài vào đây. Đó, tiếp theo đến bên này. Rồi. Đó, mình đã transform xong từ dạng robot sang dạng khủng long cái con LS11 này, và thực sự thì nó rất là to, to chà bá luôn. Đây, các bạn có thể thấy là nếu như mình đo từ chiều từ trên đầu này cho đến cuối đuôi này của nó thì nó dài đến 70 cm. Đó, các bạn có thể thấy là dạng khủng long rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Đấy, mình đã như vậy là trang phong hoàn chỉnh đấy các bạn nhé. Thì còn cái đèn thì con khủng long này nó có đèn ở mắt, đèn ở mắt khủng long, nhưng mà tuy nhiên nó rất là khó bật, chúng ta không thể ấn đơn giản được mà chúng ta bắt buộc phải dùng cái vật gì đó nhỏ và chọc vào công tắc ở đây. Đấy, thì nó mới có thể sáng được. Đó, nó sẽ có mắt màu xanh đúng như trong phim luôn. Và cái con khủng long này có mắt màu xanh giống như trong phim. Đấy, rồi thì đây chính là dạng khủng long hoàn chỉnh. Mình sẽ thử cho con Orb Mini nó cưỡi lên. Đó, đơn giản thôi. Thì cũng khá là ok. Nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thật sự cái con này mà mình đi chơi dạng khủng long nó rất là đẹp luôn. Đó. Quá đẹp. Thực sự là rất là đẹp. Chơi dạng khủng long mình nghĩ là có khi là ok hơn dạng robot. Đây, các bạn bẻ thêm các cái gai này ra này. Cái ở giữa thì chúng ta dựng thẳng lên, và hai bên thì chúng ta sẽ để nó chéo một góc 40 độ, 45 độ. Đấy. Thì đây chính là dạng khủng long của LS11. Thực sự là rất đẹp luôn. Chắc chắn các bạn sẽ đồng tình với mình là thực sự chơi cái con này dạng khủng long rất là đẹp. Đó. Và chốt lại thì là với mức giá chúng ta bỏ ra mua con này 1.250.000. Đấy. Hoặc là tùy từng nơi có thể bán 1.2 triệu, hoặc là triệu triệu 250, hoặc là cao hơn thì tùy từng shop họ bán thôi. Nhưng mà nói chung con này mình mua là 1.200.000. Nói chung là rất là ok, thực sự là mình rất là thích, thậm chí là bây giờ mình đang cứ muốn mua một con nữa ấy. Nhưng mà thôi, có một nên có một con thôi, tại vì bọn này nó cũng rất là tốn chỗ trưng. Đấy, nhất là trưng một dạng khủng long này thì cực kỳ là tốn chỗ luôn, nhưng mà nó mắc đẹp như thế này. À quên quên quên, còn một điều nữa là chúng ta sẽ bẻ những cái này lên. Đấy. Mình quên mất. Đó, các bạn lưu ý nhá, ở cái phần này này, chúng ta sẽ bẻ lên ở dạng khủng long. Đó, như vậy mới là hoàn chỉnh nhá. Rồi, ok rồi. Thì thực sự mình có một lời khuyên cho các bạn là con này thực sự rất là đáng đồng tiền và rất là đáng chơi. Nhưng tuy nhiên có một điều là các bạn mua về hãy nghe lời khuyên của mình, đó chính là chúng ta phải fix ngay cái việc khớp tay của nó. Khớp tay dạng robot ấy, chúng ta phải fix ngay cái việc đấy, thì trong quá trình chơi cũng như là lâu dài nó sẽ được bền hơn, nó sẽ tránh bị gãy. Mà gãy rồi thì thực sự chúng ta rất là nản, mà nhất là cái khớp đấy nó nhỏ sẽ rất là khó fix. Fix được rồi, dán keo rồi thì nó cũng sẽ rất là gãy trở lại. Cho nên là các bạn thực sự nên nghe lời khuyên của mình, đó chính là fix ngay đi.
khi chúng ta mua về. Sau đó rồi thì chan gì thì chan, thực sự đấy là lời khuyên chân thành của mình. Thôi thì lời cuối cùng thì mình cũng muốn nói là rất là cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình thực sự rất là cảm động và rất là chân thành cảm ơn các bạn. Mong các bạn cũng sẽ ủng hộ mình lâu dài hơn nữa. Rồi, bây giờ thì mình kết thúc clip ở đây. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.